cho bà thấy cái đầu ổng phải không? Chứ không cái đầu giả phải không? Ừ, đầu thiệt mà, đâu hổ mà. Cô Chính có kêu đệ tử lên dòm kìa, dòm ổng hổ kìa, ổng hổ hiện ra kìa, thiệt dòm. Tao dòm theo thấy rõ ràng. Ghê vậy. Rồi xong rồi bà gặp rồi bà hết hồn bà sợ không? Không có sợ gì chân, niệm Phật thôi. Rồi bác hai giờ có cái niệm Phật dữ lắm con ơi, bởi đi bà đâu giờ Phật rồi. Bây giờ bà hai cho hỏi nè, khi mà bà gặp bà niệm Phật rồi đó, rồi sao ông có mượn xác bà hay là ông làm sao không mà sao bà nhậu? Thì đó rồi bắt đầu đó là nhậu luôn đó. Là nhậu hoàng nó thiệt với con nữa chứ một tô vụ gì nè. Mà bà không say luôn. Bà hai gặp ông hổ là bà hai nhậu luôn từ đó tới giờ đó hả? Ừ, đó. Trời lạ vậy. Mà bà nhậu bà có tự chủ được không, bà biết không? Hả? Nhậu rồi không có say xiết gì chân, đi bình thường, đi tới mùa hông, đi tới dù đầu, đi tới tùm lum, đi xuống đá dựng gì, đi đầy hết trơn á. Đi lụm phải giác tim cái bà. Nghe đồn á là một chục lít rượu bà uống cỡ 2-3 ngày hết hả? Bà kể gì nghe luôn mà. Dạ. Mới có cỡ 60 tuổi mà mọc hai cái nanh hai bên. Đó rồi là quỷ. Đó. Nanh là quỷ chứ không phải là ma, cái đó là quỷ á. Mọc hai cái nanh hai bên mà tôi cầm cái bay tôi nói chàng ơi sao mà kỳ, hồi nào bây giờ khách đi rồi đâu có ai mọc nanh, bà này sao mà mọc nanh kỳ vậy. Cái đi gần tới tôi cái biến là người đàn ông à, quá là người đàn ông à. Vừa ngó tôi niệm Phật rồi đi luôn. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay Châu Phú đã trở về núi Cấm và ghé thăm một cụ bà 81 tuổi vị. Thì kính thưa quý vị, Châu Phú xin giới thiệu, đây là chị Loan, đây là bà hai quý vị. Thì kính thưa quý vị, ngày xưa hồi còn trẻ cho tới lớn bà hai không có nhậu, nhưng mà từ cái lúc mà 70 mấy 80 81 tuổi đó là bắt đầu nhậu quá trời luôn. 10 lít mà uống có 2-3 ngày hết quý vị. Còn dữ hơn người bình thường nữa. Thì được bà con chia sẻ đó, nghe nói là có ông hổ mượn xác vô bà hai nhậu chứ không phải là bà hai nhậu quý vị. Cho nên hôm nay Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ trở về vùng núi Cấm, nghe những câu chuyện tâm linh Phật pháp nhiệm màu. Nghe nói bà hai có thái tinh hay gì đó, không biết có đúng hay không, như lời đồn không. Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Và nam mô A Di Đà Phật. Con chào bà hai nha. Nam mô Đức Phật Di Đà, cầu cho cháu được gì mà bình yên. Đã gì ta? Dạ. Nói về cuộc đời bà coi. Thì thưa bà, con được biết đó là ngày xưa hồi nhỏ tới lớn đó, bà lập gia đình xong bà sống sinh sống ở núi non đó. Thì bà đâu có nhậu phải không? Không có đâu, mới nhậu đã 2 năm nay. 2 năm hả? Vậy là năm 79 tuổi hả? Lúc đó bà có bệnh hoạn gì không mà sao tự nhiên nhậu vậy? Không có bệnh gì hết trơn, đứng không được cái phần về sườn ông hổ ngoài đó đó. Dạ. Bà đệ tử bà Chính, ông bà Chính bây giờ bà đệ tử bà cả trăm người bên đây, bà hai bà ghét rượu dữ lắm, mà cái này ông hổ nhập vô uống chứ không phải bà uống. Dạ. Mà thiệt ông hổ ngoài đó đó. Ông hổ là bà có gặp bà thấy ông hổ không mà sao? Thấy ông hổ hồi cũng mấy năm trước rồi bà nha. Dạ. Ngồi trong giấc 10 giờ trưa đó. Dạ. Đệ tử bà cũng mười mấy 20 người vậy đó. Dạ. Bà chỉ bên nói kìa ông hổ, thì ngó lên thấy cái đầu ông hổ rõ ràng. Là bà nhìn thấy ha. Dạ. Ông hổ thiệt luôn hả bà? Ông hổ thiệt. Nhưng mà bà bên đó, cái phần đó là ông hổ mà bên phần tâm linh hay là ông hổ thiệt ngoài đời bà hay? Ông hổ thiệt tu. Ông hổ tu ha. Dạ. Ngoài đời luôn. Dạ. Đó thì là bà nhìn thấy ông hổ màu gì? Cái đầu ổng thì màu vàng. Vàng. Sao bữa nay bận đồ vàng nữa nè. Rồi ông đầu màu vàng bự không? Đầu cũng mới lớn á, bự gì nè. Hổ to dữ lắm đó. Đó. Bởi bây giờ bác hai đi ra là bác hai nguyện giái ổng. Người ta vào trong thì mình đâu có vô được. Vì trong đó có cái hang hổ sao? Không có, ta thờ ở trên đó đó, thờ lực lượng dữ lắm. Cái ngôi thờ ha. Tao ở ngoài hàng rào, tao cầm hương, tao la giái. Chuyển hình ra cho bà thấy cái đầu ổng phải không? Chứ cái đầu giả phải không? Cái đầu thiệt mà, đâu hổ mà. Cô Chính có kêu đệ tử lên dòm kìa, dòm ổng hổ kìa, ổng hổ hiện ra kìa, thiệt dòm. Tao dòm theo thấy rõ ràng. Ghê vậy. Rồi xong rồi bà gặp rồi bà sao bà gặp bà hết hồn bà sợ không? Không có sợ gì chân, niệm Phật thôi.
rồi mất 2 giờ có cái niệm Phật dữ lắm con ơi, bởi đi ha. Đâu giờ Phật bà hai, bây giờ bà hai cho hỏi nè, khi mà bà gặp bà niệm Phật rồi đó, rồi sao ông có mượn xác bà hay là ông làm sao không mà sao bà nhậu? Thì đó rồi bắt đầu đó là nhậu luôn đó, là nhậu hoàng nói thiệt với con nghĩ chứ một tô vụ gì nè mà bà không say luôn. Bà hai gặp ông Hổ là bà hai nhậu luôn từ đó tới giờ đó hả? Ừ đó. Trời lạ vậy, mà bà nhậu bà có tự chủ được không, bà biết không? Hả? Nhậu rồi không có say xiết gì chân, đi bình thường, đi tới mùa hông, đi tới dù đầu, đi tới tùm lum, đi xuống đá dựng gì, đi đầy hết trơn á. Đi lụm phải giác tim cái bà. Nghe đồn á là một chục lít rượu bà uống cỡ 2-3 ngày hết hả? Bà kể gì nghe luôn hả? Dạ. Vậy thấy ghê vậy? Bà kể gì nghe uống đó. Uống như uống nước vậy đó hả? Dạ. Mà cái lúc đó bà uống, bà biết mình đang uống không? Không. Giót, người ta giót người ta đưa cho uống rồi cái thì đi à, chứ không có gì mà không có xỉn có gì chân, vẫn đi hoài, đi xuống điện kính, đi xuống đá dựng, đi tùm lum hết trơn á, tôi đi. Nhưng mà bà đi cũng còn khỏe bình thường vậy đó ha? Khỏe bình thường, mới có 2 tháng nay là đi hết nổi nè. Vậy nè ha? 2 tháng nay nha. Là 2 tháng nay còn nhậu không? Còn mà bây giờ nhậu con nó cấm, nó không có cho, nó không có cho mua rượu, mua trà vậy nhân rồi. Lén lén rồi chút thôi. Lén lén hả? Gửi đây có hủ rượu nè không mà lén lén? Có nghe trong chổng có một lít rượu kìa. Trời ơi, có một lít rượu luôn. Giờ ngại cái đó. Ngại nó làm nhà đến bây giờ đó. Rồi bây giờ có thèm không? Không có thèm đâu. Vậy là tự nhiên mắc uống là uống hả? Tôi nói thiệt chú nè. Dạ. Nếu tôi không uống chút rượu vô thì cái tay này dở lên không có được. Dạ. Uống vô dở lên được mới lại được. Là bây giờ là như là... vậy đó. Là cái tay nó rung vậy đó, mà uống vô là nó hết rung. Uống vô là nó chặt, làm thế là ai nói gì nè, không uống cái nó. Nè, cô thấy vậy người quên đó. Nó mua về cho uống nè, dở lên được nè, chứ không sao dở không có được. Vậy là bữa hổm dở tay không được, quý vị. Con cháu mới mua một lít rượu đi về đang cho uống vô mới dở tay được. Dạ. Nhưng mà hiện giờ là bình thường là bà uống. Không có uống. Bà không uống. Không uống, tôi nhưng... bình thường tôi không uống. Rồi như bây giờ con đưa bà chai rượu bà uống không? À, chưa biết ha bà không? Chưa biết được. Vậy hả? Chứ như không gì là không muốn uống phải không? Ừ. Mà cầm chai rượu lại chắc có người bà cầm uống hả? Ừ. Ồ lạ dữ chàng. Đó vậy đó. Vậy hả? Là con trong bà... nhà phải mua một cái chai rượu để cho bà uống. Thằng này nó không có mua đâu. Có thằng cu nó mua. Cu là cháu ha? Anh hai lớn á. À, thằng lớn anh này à, nó thấy hả vậy thôi kệ mua vừa đã vụ thôi chứ còn thêm mấy lon bia nữa, 4 lon bia nữa. Làm luôn hả? Uống luôn chơi cái ghê gì. Ờ vậy đó. Dạ cũng lạ ha. Dạ. À, kính thưa quý cô chú chị, đây là một cái câu chuyện cũng rất là đặc biệt, rất là lạ dạ. Tại cái vùng bể núi này, tại vì Châu Phú thấy bà đó là bình thường đó, đi lụm mấy cái chai nè quý vị, đó gom về đây nè, ở một đống chai đây nè. Đó, để mà tiếp cho gia đình, tiếp cho con cháu vị. Vì các anh ở trên đây thì cũng là chạy xe ôm quý vị. Rồi nuôi con đi học. Thì là bà cụ tuy gần 81 tuổi nhưng mà phải là đi tiếp cho con. Tại vì là con không cho đi làm, thấy lớn tuổi rồi, nghe nói bữa hổm đi té nữa phải không bà cụ? Té dưới dốc năm xe lâu, cái chơi chú quá chú kêu xuống chú cho bao lon bia. Dạ. Tôi đi xuống lấy, mà đi xuống cái té ngay chỗ dốc năm xe lâu, dốc đứng dưới ô tắc xa đó, té xuống đó đó. Thì té xuống đó rồi đau luôn tới nay đó. Vậy đó ha, vậy là tại té ha. Dạ. Dạ. Té rồi đau luôn. Rồi. 2 tháng mấy à, 2 tháng dữ rồi. Dạ, vậy là té 2 tháng rưỡi quý vị. Rồi thì thưa bà, hôm nay con trở về đây đó, để mà... thăm bà, tại bữa hôm trước đó là con nghe đồn là đâu quá là mới có mấy ngày mà uống cả chục lít rượu cho nên là con cũng đã có gặp bà dọc đường đó thì cũng có giúp một cái khoản tiền của bà con chợ săn con đó con chích ra thì hôm nay cũng trở về đây thăm bà rồi là con sẽ hỗ trợ cho bà một phần nào đó để mà bà lo cái thuốc thang. Dạ. Bữa đó con sẽ mời nhà thuốc Liên Hoa Sơn lên đây thăm bà nha. Dạ. Dạ. Vậy là cảm ơn con không hiểu lắm đó. Vậy đó ha. Bây giờ chị đi vô chị mượn cái chai rượu đâu em, em cầm chai rượu thử rồi bà cụ có thèm không nè.
Rồi bà uống gì đó là bà uống được nhiều không? Cái quả. Vậy hả? Ừ. Có chai rượu không chị, cho em mượn thử coi. Nhẹ cái hả? Chai rượu không có. Rượu rượu của bà cụ á. Có bình rượu bả đó phải không? Dạ. Cái bình rượu. À, bình rượu của bà cụ á. À, bình rượu trong ba phòng á con. Bước vô phòng á. Kính thưa quý cô chú anh chị. À, đây là một cái chuyện lạ vậy mà bà cụ cũng còn rất là tinh tấn, rất là minh mẫn, nhớ con cháu từ tên tuổi từ người hết trơn vậy. Nhớ hết trơn, không có quên gì hết trơn á. Dạ. Mà nhưng giờ tôi niệm Phật không à. Niệm Phật ha. Niệm Phật. Bà tối ngày cứ niệm Phật. Bà niệm vậy đó là có khi nào mà bà tưởng mà thấy được Phật không cha bà? Đi về niệm 3 giờ là tôi cúng ở trước bạn thiên đó với lại trong củ quyền giấy. Cái này là có bà uống rượu đó nha. Dạ. Vậy đó hả? Uống ca. Uống bằng ca vậy đó hả? Bà uống bằng cái ca vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Đây là cái ly rượu đây. Đây là rượu bà con bà mua hả? Trời ơi nồng ngạt. Đặc biệt nha. Cái này rượu thuốc, rượu gì vậy bà? Rượu không à, không có thuốc. Sao con thấy có màu, màu nè. Có màu. Chắc là mua rượu thuốc cho bà đó. Đây là rượu nè vị. Đó, và bà cụ uống bằng cái này không à, nhưng mà bây giờ nè con hỏi thiệt nha, giống như bây giờ bà nhìn gì bà có thèm không? Không. Không thèm ha? Không có thèm. Chừng nào mắt uống mới uống hay sao? Chừng nào mắt uống mới uống. Bây giờ có mắt uống không? Không, bị mới uống thử thuốc nè, mới uống. Vậy đó, vậy đó. Mới uống thuốc. Đó, chừng nào mắt uống mới uống vậy. Yeah. Bà uống rồi á là bà không có biết, không biết mình uống. Ha, mà uống rồi là không xỉn nha vậy. Còn một keo rượu vậy nè, rất là đặc biệt á. Rồi là trời ơi, tôi bữa hôm tôi mua keo 10 lít lận, còn tại này nó vô nó cu nó lén nó ôm nó đổ hết trơn rồi. Cái này mua đáng nhiều. Mua lén nhiêu 10 lít lận nhiêu tiền? 10 lít là 160, ở chợ nó bán 160 một lít. Vậy đó hả? 10 lít. Cảm ơn chị Loan nha. Bà, thưa bà, ngoài cái câu chuyện đó. Vậy đó hả? Con trong nhà liền bỏ cái bình ngâm rượu rồi. Trời ơi, uống lần chục lít không vậy đó hả? Ừ. Rồi tiền ở đâu? Tiền ở đâu mà bà mua ở đâu dữ vậy? Đi lụm chai. Đi lụm chai. Dạ. Yeah. Rồi nghe nói lụm mà phụ tiếp con cháu rồi sao đi mua rượu hết trơn sao? Tôi mặn đủ tôi lụm chai tôi uống đó được. Chú phê vô lớp nào bia 4-5 lon nữa. Thành ra lớp nào uống cà phê, lớp nào ăn sắc sáng nữa. Vậy thành ra đi không lụm chai con nó nghèo khổ rồi mà. Mình ở đó lấy cái gì mà đợi nó. Thành ra tôi thấy vậy tôi phải đi mặn chứ con nó đâu có cho đi. Ở nhà thì tiền đâu có mà ăn uống. Dạ, thì cũng con thấy con của bà lúc nãy á, cái chân của bà đứt chảy máu đó, con bà rất là có hiếu. Gà dâu lao đó. Ha. Dâu Út. Thì rất là có hiếu với bà. Dạ. Tại vì bà lớn tuổi mà muốn tự cái lực của mình rồi mình đi tìm mình lụm để mà mình uống thôi ha. Dạ. À. Nói ngày bữa hôm mà cái cô đó bên Mỹ mà cổ quen tôi, cổ tôi đi lụm chai và cổ thương tôi dữ lắm. Dạ. Cổ gửi tiền về biểu chị cổ phải cho tôi mấy trăm ngàn. Dạ. Lâu rồi, 3 tháng rồi. Dạ. Đó. Ở bên Mỹ á, mà gửi tiền về mấy người kia nó lấy mấy trăm đó đi nhậu luôn. Đó. Mua rượu nhậu luôn hả? Bà kêu bà nói tôi đón bà hôm dài, em tôi nó gửi gì em biểu phải đón được bà cho tiền bà, nó thương bà dữ lắm. Mà tôi nói thiệt cái chú tự người dân tộc thương tôi rồi nào, bây giờ nhỏ này nó biết nè. Vậy đó. Rồi bây giờ con nói bà nghe nè, bây giờ là bà chuyên bà ở nhà không gài là bà niệm Phật không phải không? Dạ. Rồi. Đi tính đi mà lộ không tiền, tính lộ đi mà đi không nổi. Vậy đó hả? Dạ. Rồi niệm Phật không như vậy đó. Dạ. Rồi mình nhậu vậy đó, rồi thấy có lỗi với ông Phật không? Nếu không uống á, thì cái tay này nè, bẻ. Dạ, không nổi. Nhưng mà ai uống chứ không phải mình uống phải không? Dạ, đó, thành ra tôi mới uống đó chứ. Tôi nó ghét rượu dữ lắm. Còn không tôi nhậu nó quá uống. Hả? Đâu nhậu ba ghét lắm, ba chửi ổng hoài. Vậy đó hả? Cần cu nó nhậu tôi giữa tôi quánh hoài à. Vậy ha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện rất là lạ. Bởi vì năm nay xuống dưới ông bà Phước không nói ai, đừng có nói bà Hai nhà đổ thừa bà Hai nhậu, cái này không phải đâu. Cái này là ông Hổ nhậu nè, tôi giúp ông dốt một tô vụ gì tôi uống hết trơn luôn. Dứt luôn. Ông bà Phước á. Ông bà Phước ông khỏe đó. Ổng nhổm nhơ mà anh ơi. Mấy giờ 2 tháng nay không có đi được xuống ổng.
À vậy đó ha. Dạ. Bà khỏe hả? Khỏe. Rồi con cảm ơn bà Hai. Với dạ. Đây, thì kính thưa bà Hai. Dạ. Hôm nay con trở về đây đó. Dạ. Thì con cũng nghe kể đó là bà Hai có gặp tinh hay là gặp ma gặp gì hả bà Hai? Ủa sao nói chú biết dặn nhiều đó nữa. Nhưng mà hỏi bà à, có không? Không kể con nghe đi. Có không? À, mặt bí con đi. Bà đi đâu mà bà gặp? Có. Là tôi sao mà ai nói mà chú biết tôi. Có, con nghe đồn dữ lắm luôn mà. Vậy hả? Dạ. Tôi gặp ở bên đường chỗ cái ghế vô giao thông mình đó, đường lộ bự hồi xưa đó. Dạ. Tôi ngồi tôi hút cát. Là lâu chưa? Lâu rồi, mấy năm rồi. Nhà ông Ba Ban đó phải không? Ừ, chỗ này nhà ông Ba Ban mà tôi ngồi ngay giữa lộ đó. Mà dạ. Trong nhà ông Ba Ban hay là mấy bên đình vua? Ngay đường lộ. Người ở trên dốc của ông Hai Bắc á, đi xuống. À. Đi xuống tôi thấy bằng đầu đi á thì bận cái áo màu cũng như màu đỏ vậy nè. Vừa đi gần tới nhà ông Ba Ban đó hen. Thì tôi ngồi hút cát tôi nói ủa mà tôi thấy cái bà đó mới có cỡ 60 tuổi mà mọc hai cái nanh hai bên. Đó rồi là quỷ. Đó, nanh là quỷ chứ không phải là ma, cái đó là quỷ á. Mọc hai cái nanh hai bên mà tôi cầm cái bài tôi nói chàng ơi sao mà kỳ hồi nào bây giờ khách đi rồi đâu có ai mọc nanh bà này sao mà mọc nanh kỳ vậy. À. Cái đi gần tới tôi cái biến là người đàn ông. À. Quá là người đàn ông. À. Vừa ngó tôi niệm Phật rồi đi luôn. Mà tan mất tiêu. Yeah. Tan luôn. Trời. Ở ngàn vợ ngốc chân bà Hai. Bà Hai hồi nãy con đi lạc. Mà tôi niệm Phật không chứ tôi không có gì. Bà Hai sao mà nãy hai chị em con đi vô đó đó. Đi lại đó rồi đi lạc đi lâu xà quần quần là vòng cỡ là ngay chỗ cái ghế vua Gia Long đó nửa tiếng ủng hộ bà Hai nửa tiếng vậy chỗ đó theo bà Hai nghĩ đó là cái đó là quỷ hay là tin cái biết là... tôi nói cái đó là chư thần nhưng nó mà giả bà thôi. Hai con đi lạc cho nó nửa tiếng mà con không giận ốc thế nào luôn không rùng rẩy thế nào luôn tỉnh bơ luôn trời ơi tôi hồi nào giờ mà đồn ra tới ngoài thị xã Châu Đốc không em đi lạc đường đi lại đình vua Gia Long nãy á không sao tại vì á là mình ghế vua mà mình về cái vùng tâm linh mà có đôi lúc rồi tôi khi... nói hết cho chú nghe nè dạ. Tôi thấy rồi cái tôi giấc 10 giờ trưa giờ té hả hả không có té thấy rồi cái thằng tám hồi đó tám đi giữ vua Gia Long đó tấm vẹo á à. Cái nó lợi đó cái nó cũng thấy nữa dạ. Nó là tôi này sao bà thấy bà không chơi nói tôi bà nín thinh để tôi vô tôi quảng hồn tôi chạy chiếc xe muốn té kìa ông nói vậy đó hả dạ ông cự tôi nói bà thấy sao bà không cho tôi hay gì trơn ông chạy té à? Ông chạy chiếc xe quảng và quầy xe té xe mà ông thấy ông mới chạy quảng té hay là tự động ông bà kể ông mới sợ hả tự động bà kể nó thấy luôn ông thấy luôn đó. Nhưng mà nãy em vô đó đó làm rồi giờ em... còn cái thằng mà đó. Cái thằng mà nó đi chặt cái cỏ, chặt cái tàu dừa, lát cây mít đồ vô cho cái bò ăn đó, dê ăn đó. Này khúc đó em có quay không? Nó chạy bỏ quéo luôn á. Khúc đó là tắt không có quay á hả? Không, cái khúc mình đi lạc có quay chứ. Có quay không? Không quay. Nó chạy bỏ quéo luôn á. Là cái khúc trong đó đó ha bà? Khúc trong đó. Bà Hai ơi con đi càng rộng đi, bà Hai toàn là gai. Đi gần ra tới đình Vui Ông hay nửa đường đó. Là có nguyên một vùng mây bao phủ đường đi luôn có đường đi mà nó toàn là mây không à mây bao phủ luôn cái chồng con mới gái á bà má con đã đi lạc đường ông bà ở đây nè chị vị thần đây nè con là lâu lắm rồi con mới về đây đi thăm viếng vua Gia Long đó đình vua Gia Long, ghế vua Gia Long bây giờ con đi lạc đường không đường ra vợ ba má dắt con ra đi chỉ đường cho con ra đi lại đó nguyên một vùng mây nè mây gạo đường luôn con đi thụt lui lại ba bước con quẹo bên trái còn ở ngay đình vô dông ngay cô tám luôn còn tao thấy ở chỗ cái nhà của ông bên Kiểm Lâm đó à, nhà mày biết Lâm, với nhà của ông tám đó nhà Kiểm Lâm đó thì thấy có một người là một người phụ nữ đó. Quỷ đó chứ không phải là ma người phụ nữ đó đứng trước cửa đó thấy ban ngày không à chứ không có thấy ban đêm chỗ Kiểm Lâm ban ngày chắc 11-12 giờ trưa hay bà Hai Kiểm Lâm đó là để quan luôn rồi không có ở đó nữa đâu có ai ạ Gia Long là chú biết không khoảng 11-12 giờ đến 1 giờ là không mấy gì thấy đâu từ 11-12 giờ chú mới thấy nghe kể tới giờ em còn giận ốc tôi là thấy thường xuyên luôn đó lâu con chạy đó bà con thấy con ớn ốc hồi nãy trời ơi bà Hai còn thấy quỷ thấy tinh chứ con là thấy ông sư dắt đứng đít lớn vậy nè dạ. Đi ngang rồi đó con bán bên đình vua kể hoài đó
là đi hơi khoảng 50 mét là biến mất là chỗ chú nói chuyện với các bà ông Ngọc đó. Tôi thấy mà đồn ra ngoài Châu Đốc nói tôi là xỉu nằm gì đâu có. Ngồi niệm Phật không à. Niệm Phật ha. Bởi ổng đi ngang ổng ngó rồi ổng đâu ổng biến mất. Bây giờ bà sợ ma không? Không, không có sợ. Đi bằng đêm hoài chứ. Đi lên chỗ vua Gia Long một lần đi xách nước. Hồi lúc ông hai còn sống đó, đi xách nước. Hồi lúc đó không có nước nôi nữa. Đi lên giếng chảnh xách nó. Xách nước về xài. Xách về xài. Rồi bà hai làm ơn cho con hỏi là ngày xưa, cái thời mà ông Ba Lưới còn sống đó, là lúc đó bà còn sống ở trên đây lâu chưa? Tôi là ở núi năm nay nữa là chú tính đi. Hồi năm là năm ta năm nay là coi như là 40 năm rồi đó. 40 năm. Nhưng mà 40 đâu, 50 năm rồi. Bà ở là 50 năm rồi, con ở xa bà có mấy năm mà. Ừ. Vậy ha. 50 năm. Mấy năm bà ở năm mấy năm á. Tôi ở núi mà tôi cực lắm chú ơi, tôi mừng dữ lắm. Hồi đó tôi mừng cỏ, mừng rác, mừng cực khổ dữ lắm. Chưa có ai cực hơn tôi chứ. Bởi vì cực tới bây giờ cũng cực nữa. Vậy đó ha. Dạ. Rồi xong rồi hồi mà 50 mấy năm trở về đây đó, bà có gặp cái ông già nào mà to nhất là bé lớn rồi, ông gắn. Gắn hả? Dạ. Gắn gặp không có bự đâu. Rồi, bà gặp nhỏ không ha? Nhỏ nhỏ không. Vậy đó ha. Người ta đầu gắn bự, hai mình đâu có từng thấy. Rồi, chỉ, mình đâu có thấy. Vậy là bà chỉ gặp được ông hổ thôi. Dạ, chứ còn nhà gắn nhỏ không à. Heo gần là bao la thấy hoài à, còn gắn bự không thấy. Heo gần được có không? Heo gần cũng ít thấy nữa. Vậy đó ha, mà có thấy không? Không có thấy. Có nghe có nói bà rồi. Bà có thấy cái con gì lạ không? Không, không thấy con gì lạ chứ. À vậy đó ha. Yeah. Vậy là tôi ở đây lâu lắm rồi. 50 năm rồi á. Dạ. Phải rồi, 50 năm nhỏ này nói đúng rồi. Phải ba tôi còn thấy ba tôi còn sống, ba tôi kể cho nghe đã. Cái lúc mà núi á, ngày xưa đó bà hai. Yeah. Cái thời mà núi chài đó là bà hai có sống ở núi này chưa? Ở núi rồi. Là bà đã ở rồi ha. Dạ ở rồi. Cái câu chuyện mà núi chài đó đó bà có nghe bà con kể lại có ai báo mộng cho bà con chạy không bà hai? Ở bên chài ở bên Liên Bển đó chứ không phải là ở bên đây. Chỗ suối Thanh Long phải không? Ừ. Cái quế đó. Dạ, cái đó là bà có nghe kể cái về cái mẫu cái chuyện mà núi chài đó bà biết không? Không có nghe. Vậy đó ha. Dạ, là lúc nghe. Đó bà cũng có sống ở núi ha. Lúc đó là tôi sống ở núi rồi, tôi đi xuống dưới. Trời mưa chứ không? Lúc đó bà hai chưa có lên núi đâu. Lên rồi. Năm 83 là bà hai sống đây chưa? Trời ơi, đi lên rồi, lên núi bà rồi. Bà lên đây năm 8 năm mấy? Núi chài đó là tôi đi chợ, đi xuống dưới, đi đi rồi. Nước xuống 12 giờ đêm, mưa 12 giờ đêm chảy. Đúng đó. Rồi. Đúng rồi, sư cô chết đó. Ừ. À, trôi ra xuống tới cái cầu á. Chị cô trôi đó. Sư cô trôi ra tới cái cầu đó. Là lúc đó mưa lớn không bà? Mưa sáng thì em mưa lớn. Lớn lắm ha. Ừ. Rồi chài xuống cục đá dằn xuống ha. Dạ. Yeah. Là cái đó là năm 83 hả bà? Dạ. Năm 83. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị. Bây giờ Châu Phú ghé đây thăm bà. Thì Châu Phú là nhận tiền của Mạnh Thường Quân đó. Thì là có rất là nhiều sợ Mạnh Thường Quân. Cho nên Châu Phú dịch đại số tiền của Mạnh Thường Quân để mà hỗ trợ cho bà. Vì bây giờ bà đang bị bệnh quý vị. Và không biết cái nguyên nhân như thế nào mà bà uống rượu liên tục như vậy đó. Thì không có tự chủ được quý vị. Cho nên lúc mắt uống thì uống, lúc không thì không. Thì Châu Phú xin đại diện cho tất cả quý Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho bà một khoản tiền. Thì để cho thuốc thang quý vị. Và bây giờ bà ở nhà 2 tháng nay thì cũng ngoài cái việc uống rượu là cái phần lại vô trong bà. Cho nên bà cũng không có tự chủ được, không uống thì cái thai liệt. Thì mong quý cô chú anh chị quan hỷ hoàn nguyện hồi hướng công đức cho điều cho tất cả Mạnh Thường Quân luôn nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Người thứ nhất là chị Tiêu Thị Mỹ Trân. $500,000. Chị Tiêu Thị Mỹ Trân 500 nha quý vị. Dạ. Tiếp tục nữa thì người thứ hai là quay bờ Lương Phan Cô Tư 500. Mũi cắn là
Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ là đủ cái nhân duyên cho Phú sẽ trích ra 1 triệu đồng của hai vị mạnh thường quân là chị Tiêu Thị Mỹ Trân và quê bà Lương Khoan Cô Tư để hỗ trợ tiền thuốc thang cho bà hai. Và bây giờ bà hai lâu lâu là đi mua rượu nhậu hả bà hai? Còn nhậu không? Mua thuốc uống thôi chứ. Tiền này mua thuốc uống chứ không mua rượu hả? Vậy hả? Vậy ha. Cố gắng mua thuốc uống nha bà hai. Dạ. Đừng mua rượu. Bữa hôm đi chết có 2 ngày mà hết 700 ngàn rồi. 2 ngày 700 phải không? Vô nước biển rồi. Rồi bây giờ con đại diện cho hai vị mạnh thường quân này, cũng như đại diện cho tất cả mạnh thường quân đã gửi cho Châu Phú. Tại vì là Châu Phú bà hai nhậu quá mà không biết đăng lên, không biết bà con có ủng hộ không. Nên là chích hai vị mạnh thường quân hồi hướng cho tất cả những nhà mạnh thường quân luôn. Và quý cô chú anh chị nào có thương bà hai đó, thấy bà hai thương thì cứ mạnh thường quân đó hay là nhắn tin cho Châu Phú là để mà giao duyên với bà hai để mà có tiền nhậu, hối lộn có tiền trị bệnh. Cảm ơn Nam Mô Đức Phật Di Đà, cầu cho chú được gì mà bình yên. Cầu cho bà con được bình yên. Người mà cho tiền kìa. Mạnh thường quân á, cảm ơn mạnh thường quân á. Cảm ơn hai vị á. Rồi rồi đếm lại coi đủ không hả? Không, dùng cái tay dùng vậy á. Dư rồi, dư tắm rồi. Lộn, nhờ bà gung dư rồi nè. Nhờ gung dư. Nhờ gung dư tắm rồi sao không? Nó đủ rồi đó. Đó, đủ rồi. Đúng rồi đấy. Hồi nó đẻ ra tiền ra. Không có dung vậy đó. Có dư nữa không? Không, được rồi. Gung hồi nó đẻ rồi nữa đó. Nè. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bà gửi lời cảm ơn mạnh thường quân trong nước và ngoài nước luôn ha. Túi đâu trong á, túi quần á. Trời ơi, tôi mấy giờ tôi nói trời ơi, tôi muốn đi xuống mà muốn qua Gia Đông mà thấy mưa trời trơn trợt đi té, không đi nằm ở nhà. Dạ. Ôi dạ tạ ơn, cảm ơn. Cảm ơn mạnh thường quân đi. Tiến ha. Dạ. Cảm ơn đi, bà cảm ơn đi. Cảm ơn trong mạnh thường quân, mấy ông, mấy cô, mấy cậu giúp đỡ cho tôi là tôi cũng cầu chúc. Nam Mô Đức Phật Di Đà, cầu cho cô bác vậy mà bình yên. Trời ơi. Trời ơi. Dễ nha. Rồi, Nam Mô Di Đà Phật. Em cũng cảm ơn chị Loan, cảm ơn bà hai rất là nhiều. Chúc bà hai sức khỏe, bình an trong cuộc sống nha. Tôi hôm đó tôi gặp chú một lần phải không? Gặp con lần đó. Dạ. Nhớ không? Nhớ. Nhớ ha. Dạ. Rồi thì kính thưa quý cô chú anh chị, qua đoạn video hôm nay, Châu Phú xin kính chúc toàn thể quý vị có nhiều sức khỏe và bạn sự bình an trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Bye 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 bye. Bye bye.